Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều tình huống, từ những bàn thắng đẹp gất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có những video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe channel của chúng mình. Xin chào! Trong khoảng một thập kỷ qua, các tỷ phú dầu mỏ đến từ Trung Đông đổ bộ đến bóng đá châu Âu và tạo ra những cuộc cách mạng long trời lở đất. Tỷ phú Sam Mansell biến Man City trở thành ông lớn thành công nhất giải Ngoại hạng Anh trong một thập kỷ qua. Tài phiệt Anthony cũng phù phép để PSG trở thành thế lực thống trị gần như tuyệt đối ở giải vô địch quốc gia Pháp. Vậy nên, người hâm mộ chờ đợi cú đổi đời ở câu lạc bộ Newcastle sau thời điểm thái tử Saudi Arab, ông Mohammed bin Salman mua đứt đội bóng này. Theo tiết lộ của tờ Daily Express, sau khi hoàn tất sở hữu Newcastle, thái tử Mohammed bin Salman thông qua quỹ đầu tư công Saudi Arab dự định cấp một ngân quỹ cho đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh khoảng ngân sách chuyển nhượng 300 triệu bảng. Vì thế, trong phiên chợ hè 2020 tới đây, Newcastle hứa hẹn tạo ra cuộc lũng đoạn thị trường chuyển nhượng. Sau đây sẽ là danh sách các siêu sao hoàn toàn có thể trở thành tân binh Newcastle trong kỳ chuyển nhượng tới. 1. Cristiano Ronaldo. Và để chuẩn bị cho ngày ra mắt sáng lòa ở giải Ngoại hạng Anh, ông chủ mới của Newcastle dự định tạo ra cú sốc có lẽ là lớn nhất trong phiên chợ hè 2020 này. Đó là chiêu mộ siêu sao sở hữu 5 quả bóng vàng, người từng ghi dấu ấn đậm nét ở giải Ngoại hạng Anh trong màu áo MU, Cristiano Ronaldo. Nếu có thể đưa cầu thủ có sức hút thương hiệu lớn nhất trong thế giới bóng đá đương đại đến sân St. James thì đây sẽ là màn thị uy tuyệt vời của tỷ phú 34 tuổi này. Tỷ phú Mohammed bin Salman có thể không biết nhiều cầu thủ ngôi sao đang tỏa sáng ở giải Ngoại hạng Anh, nhưng một khi bước chân vào lãnh địa bóng đá, ông biết đến Cristiano Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha, người hơn vị tỷ phú 1 tuổi, rất được mến mộ ở khu vực Trung Đông. Bằng chứng là giải Global Soccer Awards, giải thưởng do Hiệp hội các đại diện cầu thủ châu Âu EFAA và Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu ECA tổ chức và trao giải tại Dubai UAE từ năm 2011 đến nay. CR7 giành chiến thắng tới 6 trong 9 lần. Bởi vậy, sẽ là cú hit tuyệt vời không chỉ với người hâm mộ Newcastle mà còn cả với người hâm mộ bóng đá ở Saudi Arab nếu thái tử Mohammed bin Salman có thể đưa Ronaldo về với Newcastle. Khi gia nhập Juventus, Ronaldo đã 33 tuổi, vậy nhưng với mức phí 105 triệu euro, CR7 vẫn là cầu thủ đắt giá nhất của mùa hè 2018. Chỉ có điều, khi đã ở tuổi băm, siêu sao người Bồ không còn duy trì được phong độ đỉnh cao như đã từng bùng nổ cùng Real Madrid. Bởi vậy, theo Transfer Market, Ronaldo lúc này chỉ còn định giá 75 triệu euro mà thôi. Dù đã bước sang tuổi 35, Ronaldo vẫn đang sở hữu thành tích ghi bàn đáng nể ở mùa giải năm nay. Tuy vậy, nếu Ronaldo không thể giúp Juventus xóa bỏ lời nguyền Champions League ở mùa giải 2019-2020 này, rất có thể đội bóng thành Turin sẽ tính đến phương án thanh lý cầu thủ người Bồ Đào Nha, hòng gỡ gạc lại những gì đã đầu tư cho cầu thủ này năm 2018. Hợp đồng của Ronaldo với Juventus còn thời hạn đến 30 tháng 6 năm 2022. Nếu hoàn thành bản hợp đồng ấy, CR7 đã 37 tuổi và có lẽ tính đến chuyện giải nghệ được rồi. Vậy nhưng, điều đó cũng có nghĩa Juventus mất trắng 105 triệu euro đã chi ra mà không thu lại bất cứ đồng nào. Vừa mới đây, truyền thông Italia râm ran rằng Juventus dự tính bán đứt Ronaldo hòng giảm thiểu khoản lương 31 triệu euro mỗi mùa để đối phó với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Với cá nhân Ronaldo, đến Newcastle hưởng lương siêu khủng được dự đoán có thể chạm mốc 50 triệu euro mỗi mùa, rồi tính chuyện giải nghệ là phương án không hề tệ. Nên nhớ vòng chung kết Euro diễn ra vào mùa hè 2021, muốn tranh quả bóng vàng đó mới là nơi để CR7 nỗ lực. 2. Messi. Mặc dù nghe có vẻ hơi hoang đường, nhưng tại sao không đặt ra giả thuyết ông chủ mới của Newcastle sẽ bào chi thêm để rước về một huyền thoại nữa nhỉ? Cùng với Ronaldo, Lionel Messi được xem là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Anh đã ghi được 627 bàn thắng trong 718 lần ra sân cho Barcelona, qua đó giúp đội bóng xứ Catalonia giành 10 chức vô địch La Liga và 4 lần lên ngôi tại Champions League. Sự bất hòa của siêu sao Lionel Messi với giám đốc thể thao Eric Abidal từng là mối quan tâm lớn nhất của giới túc cầu.
thủ quân Barcelona ở thời điểm đó được cho là sẽ tìm ra đường đi sau mùa hè năm nay. Vì vậy, nếu bến đỗ tiếp theo của ngôi sao người Argentina là Premier League, mà cụ thể là Newcastle, thì cũng không có gì bất ngờ. Nếu cả hai thương vụ này xảy ra, người hâm mộ bóng đá sẽ có cơ hội chứng kiến Messi chơi cạnh Ronaldo, một giấc mơ thành hiện thực. 3. Neymar. Trong quá khứ, Neymar cùng với Messi và Suarez hợp thành bộ ba MSN tàn phá mọi hàng thủ, đồng thời mang về cho đội chủ sân Camp Nou rất nhiều danh hiệu. Tuy nhiên, Neymar bất ngờ chia tay Barca, anh không muốn sống dưới cái bóng quá lớn của Messi. Mặc dù hiện tại vẫn chơi tốt ở Paris Saint-Germain, song Neymar không còn cảm thấy hạnh phúc ở câu lạc bộ này. Hè năm ngoái, anh muốn trở lại Barca, cầu thủ này thậm chí từ chối tập trung cùng đội bóng nước Pháp và chịu giảm nửa lương, song Barca không thể đáp ứng số tiền mà PSG yêu cầu. Đội bóng nước Pháp sẽ chỉ nhả ngôi sao của mình với giá 250 triệu euro. Tuy nhiên, nếu đó là đội bóng của thái tử Mohammed bin Salman, con số sẽ rất khác. Đơn giản chỉ vì mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa đội bóng thành Paris và gã khổng lồ xứ Catalonia. Chắc hẳn vẫn chưa ai quên thương vụ đình đám giữa Neymar, Barca, Paris Saint-Germain vào năm 2017. Thay vì phải chi trả một núi tiền, bao gồm tiền giải phóng hợp đồng, các thể loại chi phí, tiền lót tay, tổng cộng có thể lên tới 578 triệu euro. Paris Saint-Germain đã chuyển tiền cho Neymar để anh tự giải phóng hợp đồng của mình. Và đội bóng nước Pháp chỉ cần ký hợp đồng với siêu sao người Brazil với cái giá miễn phí. Việc làm này chẳng khác nào một vụ đi đêm. Và nếu PSG vẫn ngoan cố hét giá Neymar, ông chủ mới của Newcastle hoàn toàn có thể học hỏi từ thương vụ này. 4. Kylian Mbappe. Trong khoảng hơn một năm trở lại đây, Mbappe nhận được rất nhiều sự quan tâm của các câu lạc bộ lớn như Real Madrid hay Liverpool. Hợp đồng hiện tại của Mbappe với đội bóng thủ đô nước Pháp sẽ hết hạn vào năm 2022, khi các giải đấu lớn phải tạm hoãn vì đại dịch. Những tin đồn về chuyện ngôi sao 21 tuổi này chia tay PSG lại xuất hiện ngày một nhiều. Tuy nhiên, tạp chí L'Equipe vừa đưa tin đội bóng nước Pháp đã xác định giữ chân Mbappe là nhiệm vụ số 1 của họ. Theo đó, nhà đương kim vô địch Ligue 1 đã chuẩn bị sẵn một bản hợp đồng vô cùng hấp dẫn, qua đó biến cầu thủ này trở thành người nhận mức lương cao ngang bằng với Neymar 600.000 bảng mỗi tuần, tức khoảng 17,5 tỷ đồng. Động thái này cho thấy Paris Saint-Germain đã nhìn nhận tầm quan trọng thực sự của Mbappe và bằng mọi giá giữ cầu thủ này ở lại kỳ chuyển nhượng hè sắp tới. Cũng theo L'Equipe, Mbappe hiện đang hài lòng với cuộc sống ở PSG và chưa có ý định ra đi. Tuy nhiên, đừng quên rằng ngôi sao của tuyển Pháp vẫn đang muốn chứng tỏ mình là số 1 trong đội hình. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, vị thế của anh tại sân công viên các hoàng tử đã khác trước đây rất nhiều. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ. Hơn nữa, cái tên Neymar vẫn được biết đến là cầu thủ đắt giá nhất hành tinh tới lúc này. Và chỉ cần đặt bút ký vào bản hợp đồng với Newcastle, Mbappe sẽ đạt được cả hai mục đích trên: trở thành siêu sao số 1 và là cái tên đắt giá nhất hành tinh. Đừng quên rằng thái tử Bin Salman với khối tài sản ước tính lên đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ có thể phá kỷ lục ngay trong kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Mbappe đang là cầu thủ được định giá lên tới 288 triệu đô la Mỹ, nhưng theo truyền thông Anh, mức giá này không thể gây khó khăn cho ông chủ mới của Newcastle. 5. Antoine Griezmann. Mới đây, kênh truyền thông Sport Mediaset đưa tin Antoine Griezmann là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Newcastle sau khi câu lạc bộ này về tay chủ mới thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arab. Theo đó, quỹ đầu tư hoàng gia Saudi Arab do ông Mohammed bin Salman đứng đầu sẽ cấp ngay cho Newcastle 200 triệu bảng ngay sau khi thương vụ mua lại Newcastle từ tỷ phú Mike Ashley được hoàn tất, nhằm tăng cường lực lượng ở mùa giải mới đủ sức cạnh tranh vị trí cao tại Premier League. Barcelona không còn muốn giữ Antoine Griezmann sau một mùa giải mà cầu thủ người Pháp không đáp ứng được sự kỳ vọng, đồng thời không được lòng Lionel Messi. Chỉ có điều, Barcelona cũng không muốn bán Griezmann với giá thấp, bởi họ từng mua cầu thủ này từ Atletico Madrid hồi đầu mùa giải năm nay với cái giá lên đến 107,6 triệu bảng. Điều mà Barca chờ đợi lúc này là một lời đề nghị hấp dẫn và cao giá dành cho Griezmann. Hiện tại, không có nhiều đội bóng chịu nổi mức giá cao mà Barcelona đã đặt ra, nhất là trong bối cảnh bóng đá châu Âu đang gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19, ngoại trừ các đội bóng của các tỷ phú Ả Rập. Và tất nhiên, ông trùm mới của Newcastle đang rất sẵn lòng bào chi số tiền khổng lồ để mua lại chân sút người Pháp.
Vấn đề khúc mắc lớn nhất hiện nay chính là việc đội bóng Anh đang trong quá trình xây dựng đế chế mới, nên thuyết phục Griezmann gia nhập là điều không hề dễ dàng. Nhưng cần nhớ, Man City cũng từng phải tạo ra cú hích trên thị trường chuyển nhượng mới có thể thành công. Đặc biệt là thương vụ Robinho đã thay đổi họ mãi mãi, bởi nhờ có tiền đạo người Brazil mà họ đã mua thêm được rất nhiều ngôi sao trong những năm sau đó và dựng lên đế chế hùng mạnh như bây giờ. Những tin đồn chuyển nhượng là một trong những đặc sản không thể thiếu của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, cũng có những tin đồn mà khó ai có thể nghĩ ra được, và những cái tên mà chúng ta vừa điểm qua chắc chắn là một trong số đó. Tuy nhiên, thế giới bóng đá giống đời thực ở chỗ, cái quái gì cũng có thể xảy ra. Trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, không ai nói trước được điều gì. Vì thế, hơn lúc nào, người hâm mộ Newcastle đang rất chờ đợi đội bóng sẽ thay da đổi thịt dưới triều đại mới là chủ tịch Bin Salman đứng đầu. Trước khi Premier League bị tạm hoãn, Newcastle hiện chỉ đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng, hơn 8 điểm so với khu vực xuống hạng. Theo bạn, liệu thương vụ nào trong số vừa rồi sẽ trở thành sự thật? Hãy chia sẻ dự đoán với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.